Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, ngày 5 tháng 5 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Quý nhân nâng đỡ giúp người tuổi tí đưa ra được những quyết định sáng suốt và dứt khoát. Con giáp này đã tìm được mong muốn thật sự của mình và đang chuẩn bị cho kế hoạch thực hiện hóa từng mục tiêu một. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng lãng mạn. Dù công việc ngoài xã hội có mệt mỏi đến đâu thì khi trở về nhà con giáp này ngay lập tức quên đi tất cả vì sự hiểu chuyện ấm áp của nửa kia. Tình cảm của các cặp đôi được nuôi dưỡng dần theo thời gian chính là sự nỗ lực của hai người. Tài chính, vận trình tài lộc được cải thiện nhờ sự nhạy bén, lý trí mà con nhấp này không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Cẩn trọng, sức khỏe không được đảm bảo vì áp lực trong công việc. Tuổi, giáp tí, hao tổn tâm trí tìm cách đối phó với rắc rối tuổi bính tý tiểu nhân đeo bám uy tín bị ảnh hưởng tuổi mậu tý cần chấp nhận khó khăn là một phần của cuộc sống tuổi canh tý đề phòng họa tiểu nhân đeo bám tuổi nhâm tý làm việc quá sức ảnh hưởng tới sức khỏe con số may mắn số 19, số 6, màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân hai tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả tác động của hung vận tạo ra vô số chuyện thị phi cho kẻ tiểu nhân gây ra nếu bản mệnh không cố gắng giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì sẽ tạo điều kiện cho kẻ xấu thực hiện âm mưu thành công Tình cảm Vận trình tình cảm không có điểm nhấn Tình cảm của tuổi sủ và nửa kia may mắn lắm mới giữ được những cảm xúc bình yên ngọt ngào Con giáp này nên tranh thủ mọi cơ hội để hâm nóng tình cảm với người bạn đời của mình Tài chính Vận trình tài lộc đi xuống Tuổi tiên của con giáp này luôn bị nhầm ngó Do đó cần phải cẩn trọng trước các quyết định liên quan tới tiền bạc cẩn trọng. Vấn đề đáng lo nhất là sức khỏe, chế độ ăn uống thất thường khiến hoạt động của dạ dày có chút bất ổn. Tuổi ất sửu gặp nhiều tình huống bất lợi trong ngày. Tuổi đinh sửu sự cố gắng dày công không được đáp trả tương xứng. Tuổi kỷ sửu vận trình tài lộc lên xuống không ổn định. Tuổi tân sửu đề phòng bị lừa gạt chiếm đoạt tài sản tuổi Quý Sửu vận trình tình duyên Hanh Thông thuận lợi con số may mắn số 4 số 12 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi Ngọ ba tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả sẽ có khó để con giáp này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tâm trạng nặng mưa thất thường của bản mệnh được cho là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề rắc rối này. tình cảm vận trình tình cảm kém sắc người độc thân luôn cảm giác hoang mang lo sợ khi đứng trước các quyết định yêu đương những người đã lập gia đình có chút bất đồng nhỏ nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết. tài chính vận trình tài lộc bóp bên nguồn thu nhập của người làm kinh doanh phụ thuộc vào thị trường khách hàng. Cẩn trọng, khó kiểm soát tốt các vấn đề thuộc về cảm xúc. Tuổi bính dân, suy nghĩ tiêu cực nên làm việc gì cũng gặp trở ngại. Tuổi canh dân, bị phê bình vì cách làm việc bất cẩn trụ quan. Tuổi giáp dân, có thêm tự tin để theo đuổi tham vọng của bản thân. Tuổi mậu dân, xác định rõ ràng mục tiêu để phấn đấu tuổi nhâm dần chuyện tình cảm tồn tại nhiều rỗi ren con số may mắn số 21 số 10 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tuất 4 tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi sự nhạy bén khả năng tiếp thu nhanh giúp cho những chủ mèo gây ấn tượng mạnh trong mắt cấp trên con giáp này còn tìm được khách hàng tiềm năng phục vụ tốt cho công việc buôn bản của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm tồn tại mâu thuẫn đây là thời điểm mà người tuổi mão và nửa kia cần xem xét lại những hiểu lầm tồn động bấy lâu. Bởi lẽ, việc né tránh chỉ càng khiến cả hai thêm khó xử trong mối quan hệ này. Tài chính Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, đặc biệt nếu theo con đường kinh doanh sẽ nhận được khoản lọc lá lớn cẩn trọng thiếu kế hoạch chi tiêu hợp lý nên tuổi tiền rộng tét tuổi ất mão đề phong, điềm báo có tiểu nhân vay hãm tuổi đinh mão nói thẳng nói thật cần chú ý hoàn cảnh tuổi kỷ mão nỗi năng tùy tuyện có thể đắc tội với tiểu nhân nhỏ nhen tuổi tân mão chuyện tình cảm trải qua nhiều sóng gió tuổi quý mão người độc thân còn chưa thật sự cởi mở con số may mắn số 15, số 24, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi hợi năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Các kế hoạch vẫn đang đi đúng hướng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này bắt tay vào các dự định đã ấp ủ trước đó. Nhưng đừng quên tri ân những người đã giúp đỡ mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhé. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hoa. chuyện tình yêu không quá nồng nhiệt nhưng cũng không quá nổi tẻ nhạt. Người tuổi thân và nửa kia luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong mối quan hệ tình cảm này. Tài chính Vận trình tài lộc xa xúc, ảnh hưởng của cục diện, thình sự tương phá đe dọa trực tiếp tới tình hình tài chính của con giáp này. Cẩn trọng Sự chủ quan, tùy ý có thể gây ra nhiều tai họa nghiêm trọng. Tuổi giáp thân Thực hiện nhiệm vụ một cách trấn chỉnh Tuổi vĩnh thân chứng tỏ được năng lực chắc chắn của bản thân tuổi mậu thân cần phải cẩn trọng trong mối quan hệ xã giao tuổi canh thân đề phòng có người gây tổn thất sau lưng tuổi nhâm thân phương diện tình cảm bình hòa và em đẹp con số may mắn số 1, số 8, màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi giàu 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông Nhờ có quý nhân soi đường dẫn lối mà người tuổi này dần xác định được con đường phù hợp với mình Bản mệnh trở nên mạnh mẽ hơn sau những va vấp thất bại trước đó và có niềm tin to lớn vào mọi quyết định của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm dân trào cảm xúc những cãi vã và bất đồng thì các cặp đôi lại càng thêm thấu hiểu chia sẻ cuộc sống ngọt ngào và lãng mạn này vẫn luôn là ước muốn lâu nay của người tuổi tỵ tài chính vận trình tài lộc vượng sắc sự xuất hiện của chính tài giúp con giáp này củng cố lại nguồn tích lũy vững vàng của mình cẩn trọng chi tiêu phung phí nên không có sự chuẩn bị tốt cho tương lai Tuổi Ất Tỵ có một ngày làm việc hăng say và nhiệt tình. Tuổi Đinh Tỵ chủ động phối hợp với đồng nghiệp và cộng sự. Tuổi Kỷ Tỵ hiệu suất được nâng cao mở ra cơ hội thăng tiến. Tuổi Tân Tỵ mất tất cả chỉ vì lòng tham. Tuổi Quý Tỵ nên chú ý tới thói quen ăn uống của mình. Con số may mắn số 3, số 7, màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi ngọ 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ Công việc Vận trình công việc của những chú ngựa trong ngày hôm nay diễn ra không quá phức tạp Sự khéo léo, tinh ý giúp người tuổi ngọ tìm được cơ hội ngay trong khó khăn Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này khắc phục các rắc rối tồn động Đồng thời là tìm cho mình lối đi mới Tình cảm Vận trình tình cảm dần có khoảng cách đến cả chính bản thân mình, người tuổi ngọ cũng không hiểu nổi, trong khi đó bản mệnh lại có xu hướng đòi hỏi và yêu cầu vô lý đối với người bạn đời của mình. Tài chính, vận trình ta lộc may mắn, khi cải thiện được nguồn thu nhập thì bản mệnh cũng có thể an tâm giải tỏa gánh nặng tài chính đang mang. Cẩn trọng, mâu thuẫn trong nội tâm dẫn tới những quyết định không thể hiểu được tuổi Giáp Ngọ tâm tình trở nên khá nặng nề và quẻ quải tuổi Bính Ngọ không chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ người khác tuổi Mậu Ngọ làm việc theo cảm hứng không có kế hoạch tuổi Canh Ngọ mắc sai lầm sẽ tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại tuổi Nhâm Ngọ tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối con số may mắn số 13 số 15 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi Dâm 8 tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc vận trình công việc của tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không quá suôn sẻ ngày hôm nay cảnh báo con giáp này sẽ phải đối mặt với vô số rắc rối nên nếu cứ làm theo công việc mà cử bất cẩn ẩu thả Bên cạnh đó đừng quên tinh thần cảnh giác đề phòng sự quẩy phá của tiểu nhân Tình cảm Vận trình tình cảm đối mặt sóng gió Còn gấp này sẽ phải rất vất vả để duy trì sự bình yên, im ấm trong đời sống hôn nhân Bản mệnh có xu hướng đề cao cái tôi quá mức mà không để ý tới cảm xúc của người kia Tài chính Vận trình tài lộc bất ổn các quyết định nóng vội, thiếu suy nghĩ sẽ gây ra những thất thoát không thể ngờ. Cẩn trọng, cơn nóng giận bùng phát khiến mọi người tìm cách tránh xa. Tội ất mùi có thể gặp được quý nhân trong hôm nay. Tội đinh mùi cãi vã bất hòa vì những hiểu lầm không đâu. Tội kỷ mùi có tinh thần trách nhiệm cao khi làm việc. Tội tân mùi nhận được sự tin tưởng và yên tâm của cấp trên. Tuổi Quý Mùi, đường tình duyên vô cùng hành thông thuận lợi. Con số may mắn số 8, số 10, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ. Tuổi Tuất. Chính tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc, vận trình công việc của tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông người tuổi thân đã từng bước vượt qua những ngãn trở thách thức trong công việc. Còn giáp này cũng dần tìm được cho mình nguồn cảm hứng mới, hăng xài làm việc và mang lại những hiệu quả bất ngờ. Tình cảm Vận trình tình cảm gõ cửa yêu thương Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ sự hóm hỉnh hài hước. Tuy nhiên, nếu vui đùa quá trấn thì sẽ tạo cho đối phương cảm giác thiếu nghiêm túc. Tài chính vận trình tài lộc tăng tiến bên cạnh công việc chính thì cả nghề tài trái của bản mệnh lại có những khoản thu không ngờ tới cẩn trọng không nên quá lơ là tới cảm xúc nhu cầu cá nhân của mình tuổi giáp thân đường tài lộc đang trên đà tăng tiến tuổi bính thân kinh doanh từ buôn bán khá đụng rỉnh tuổi mậu thân nhìn ra thời cơ từ sớm giành lợi thế tiên phong tuổi canh thân đừng quên giữ thái độ khiêm nhường trong mọi hoàn cảnh tuổi nhâm thân hiểu lầm tình cảm nhanh chóng được tháo gỡ con số may mắn số 9, số 17, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi 10. Mười, tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy con đường công danh sự nghiệp rộng mở, bản mệnh dốc sức hết mình và đạt được những bước tiến to lớn. Tuy nhiên, trở nên vì thành công có được dễ dàng mà tỏ ra kiêu ngạo hỏng hách. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều các lành. Sự nâng đỡ của quý nhân tam hợp giúp người tuổi giàu tìm ra được cách xử lý các vấn đề khúc mắc tồn động trước đó. Trải qua nhiều hiểu lầm và sóng gió, các cặp đôi đã có sự thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, công việc diễn biến thuận lợi đem lại cho con giáp này doanh thu tương đối rủng rỉnh. Cẩn trọng, sự lo lắng vỡ phận khiến bản thân càng thêm mệt mỏi. Tội ất dậu có xu hướng tách biệt bản thân với mọi người. Tội đinh dậu bị hiểu lầm là người không hòa đồng. Tội kỷ dậu đã nên phản ứng quá gay gắt với người khác. Tuổi tân dậu nên giải thích rõ ràng khi cần thiết. Tuổi quý dậu không nên buồn lòng vì những việc đã qua. Con số may mắn số 2, số 3, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất, công việc Vận trình công việc của tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra không quá khó khăn. Có thể thấy những nỗ lực và sự kiên trì của người tuổi tuất đã được cấp trên ghi nhận. Bản mệnh chẳng những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn có thêm thời gian để lên kế hoạch cho những dự định tiếp theo. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc, tình yêu còn chưa kịp nở, đã vội tàn úa. Chấp mắt chỉ còn lại một mình con giáp này cô đơn đừng vội trách nhân duyên mà hãy xem lại cách ăn nói cơ sở của mình tài chính vận trình ta lộc có điểm sáng bản mệnh nhạy bén với các cơ hội kiếm tiền nên dễ dàng cải thiện tình hình tài chính hiện tại cẩn trọng sức khỏe có dấu hiệu xa xúc do ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết tuổi giáp tuất vận trình ngày mới vô cùng tươi sáng tuổi bính tuất cách ăn nói dễ gây hiểu lầm tuổi mậu tuất dễ dàng vượt qua khó khăn tiến gần tới mục tiêu tuổi canh tuất nên nắm chắc cơ hội thăng tiến khi đang có tuổi nhâm tuất thái độ làm việc không được đánh giá cao con số may mắn số 5, số 13, màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi tỵ 12. tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra không được suôn sẻ. Tính cách chân thật lại nhẹ dạ cả tinh nên bản mệnh dễ trở thành đối tượng lợi dụng của kẻ tiểu nhân. Trong ngày lại có vận đều bám là hung tinh khiến cho con giáp này làm việc gì cũng không được êm xuôi. Tình cảm Vận trình tình cảm khởi sắc, đào hoa nở rộ mang tới cho người tuổi hợi không ít cơ hội yêu đương tốt lành đặc biệt là người độc thân, bản mệnh sẽ tìm được cho mình người tâm đầu ý hợp. Tài chính, vận trình tài lộc ảm đạm, tác động của kiếp tài gây ra nhiều rắc rối và sự cố đối với vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, chi tiêu hoang phí nên khó kiểm soát được tuổi tiền. Tội ất hại, tài lộc khởi phát kinh doanh buôn bán có lộc trời cho. Tội đinh hại, không nên vội hài lòng với những gì mình đang có. Tuổi kỷ hợi làm ăn thuận lợi, lợi nhuận tăng cao. Tuổi tân hợi đánh mất tình yêu vì không có niềm tin. Tuổi quý hợi tình yêu đòi lửa nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối. Con số may mắn số 7, số 18, màu sắc may mắn màu xanh thẳm. Quý nhân phù trợ tuổi mùi.